Nhiều dân cư mới từ cái khu vực nội thành cũng đã chuyển ra sinh sống ở khu vực huyện Nhà Bè rất là nhiều. Do đó là cái nhu cầu sử dụng đèn pha có camera này lại được tăng cao. Thì bởi vì cái chiếc đèn pha năng lượng mặt trời kết hợp với camera này không những là một thiết bị chiếu sáng mà nó còn có camera dùng để quan sát, phục vụ rất tốt cho cái vấn đề an ninh của chúng ta. Thì sau khi ra khỏi nhà, quý khách hàng có thể thông qua chiếc điện thoại quan sát được cái khu vực nhà ở của chúng ta. Ngoài ra thì chiếc đèn này nó còn có cái khả năng chiếu sáng xuyên suốt nguyên đêm, giúp cho cái việc chiếu sáng thì nó còn giúp đem lại cái ánh sáng giúp camera quan sát rõ ràng hơn. Trong thời gian gần đây, công ty Xenon Solarlight chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi bán được rất là nhiều đèn năng lượng mặt trời về cho khách hàng ở khu vực huyện Nhà Bè. Từ những cái dòng đèn năng lượng mặt trời có tấm pin liền thể đến những dòng đèn năng lượng có tấm pin tách thể dùng để phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt trong gia đình. Và nhiều nhất đó chính là cái dòng đèn năng lượng mặt trời kết hợp với camera quan sát Full HD 1080 này. Và theo như báo cáo của những cái nhân viên giao hàng, những cái nhân viên lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại huyện Nhà Bè cho thấy là tại cái khu vực quận 7 nơi tiếp giáp với huyện Nhà Bè đang có rất là nhiều những cái dự án xây dựng nhà ở, xây dựng chung cư mọc lên liền kề với khu phố Mỹ Hưng, là cái nơi có mật độ tiêu thụ đèn năng lượng mặt trời tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất hiện nay. Trong 3 năm gần đây thì huyện Nhà Bè là một trong những vùng đất có mật độ phát triển xây dựng nhà ở với nhiều căn biệt thự, nhiều cái khu dân cư mới mọc lên mạnh mẽ do ảnh hưởng rất là lớn từ khu vực Phú Mỹ Hưng và nằm tiếp giáp với huyện Bình Chánh, huyện Cần Giờ là nơi có quỹ đất chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư mạnh mẽ nhất tại khu vực miền Nam của thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiều cái dự án mọc lên như nấm sau mưa thì những cái căn biệt thự, những khu nhà ở ven sông hoặc là những cái vùng tiếp giáp với vùng đất đỏ của Phú Mỹ Hưng thì rất là nhiều hộ gia đình đã lựa chọn sử dụng đèn năng lượng mặt trời, nhất là những cái dòng đèn năng lượng mặt trời với tấm pin liền thể có thiết kế sang trọng dùng để chiếu sáng và trang trí cho căn biệt thự, hoặc là những cái dòng đèn năng lượng mặt trời sử dụng ở trong nhà, đến những cái dòng đèn năng lượng mặt trời chống trộm cũng được bán rất là nhiều về cái khu vực huyện Nhà Bè được tính đến thời điểm hiện tại. Và lý do tại sao chiếc đèn pha năng lượng mặt trời kết hợp với camera này lại được quý bà con, quý khách hàng tại huyện Nhà Bè sử dụng rất là nhiều trong thời gian hiện nay? Thì theo như tìm hiểu thì chúng tôi cũng biết rằng là cái khu vực huyện Nhà Bè chúng ta là một khu vực mới được khai thác, cho nên là dân cư vẫn còn thưa thớt. Do đó thì quý bà con, quý khách hàng rất là quan tâm đến cái vấn đề an ninh, cái vấn đề an toàn của mình. Và nhiều dân cư mới từ cái khu vực nội thành cũng đã chuyển ra sinh sống ở khu vực huyện Nhà Bè rất là nhiều. Do đó là cái nhu cầu sử dụng đèn pha có camera này lại được tăng cao. Thì bởi vì cái chiếc đèn pha năng lượng mặt trời kết hợp với camera này không những là một thiết bị chiếu sáng mà nó còn có camera dùng để quan sát, phục vụ rất tốt cho cái vấn đề an ninh của chúng ta. Thì sau khi ra khỏi nhà, quý khách hàng có thể thông qua chiếc điện thoại quan sát được cái khu vực nhà ở của chúng ta. Ngoài ra thì chiếc đèn này nó còn có cái khả năng chiếu sáng xuyên suốt nguyên đêm, giúp cho cái việc chiếu sáng thì nó còn giúp đem lại cái ánh sáng giúp camera quan sát rõ ràng hơn. Do đó thì quý khách hàng, quý bà con có thể sử dụng để chiếu sáng ở trước cổng nhà, ở cổng rào hoặc là xung quanh nhà chúng ta để đảm bảo cho cái vấn đề an ninh rất là tốt. Hiện nay tại trục đường chính của huyện Nhà Bè cũng có rất là nhiều những cái cửa hàng, những cái tiệm điện, đèn LED, đèn năng lượng mặt trời. Tuy nhiên thì để tìm được một nơi cung cấp đèn năng lượng mặt trời chất lượng, chính hãng, có công suất lớn, độ bền cao, có thể tích tụ điện và chiếu sáng xuyên suốt 12 giờ thì không phải là một điều dễ dàng. Và nếu như quý khách hàng, quý bà con mình có nhu cầu sử dụng đèn năng lượng mặt trời, những cái dòng đèn có tấm pin liền thể chiếu sáng trang trí cho khu biệt thự, hoặc là những cái dòng đèn phục vụ cho sinh hoạt trong gia đình, những dòng đèn năng lượng có camera quan sát để chiếu sáng phục vụ cho cái vấn đề an ninh, thì hãy liên hệ ngay với công ty Xenon chúng tôi qua số điện thoại ở dưới màn hình. Và khi đến với công ty Xenon chúng tôi thì quý khách hàng, quý bà con không cần phải mất thời gian trực tiếp đến các cái cửa hàng để mà lựa chọn,
bởi vì chúng tôi đã có sẵn những cái sản phẩm của mình ở trên website. Quý khách có thể truy cập vào website để trực tiếp lựa chọn sản phẩm một cách nhanh chóng. Ngoài ra chúng tôi còn có thể tư vấn trực tiếp qua webcam màn hình trực tiếp, thì thông qua điện thoại quý khách có thể nhanh chóng dễ dàng lựa chọn được một cái sản phẩm ưng ý mà không cần phải tốn thời gian phí công sức để đi ra ngoài đi tìm những cái cửa hàng ở đâu xa xôi. Và sau khi quý bà con đã lựa chọn được những cái sản phẩm ưng ý thì công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng giao hàng đến tận nơi cho quý bà con trong ngày, và phí vận chuyển là hoàn toàn miễn phí. Và trước khi nhận hàng thì quý khách hàng, quý bà con có thể kiểm tra trước sản phẩm và sau đó mới tiến hành thanh toán, rất là an toàn. Và những cái sản phẩm mà công ty cung cấp từ những cái dòng đèn năng lượng mặt trời có tấm pin liền thể, dòng đèn có tấm pin tách thể, sử dụng cho sinh hoạt gia đình, sử dụng cho an ninh, trang trí hoặc là cho các vấn đề trồng trọt chăn nuôi đều được công ty chúng tôi bảo hành trong vòng 2 năm. Cho nên là quý bà con, quý khách hàng cứ yên tâm và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Và để đón xem những cái video giới thiệu sản phẩm hoặc là báo giá sản phẩm tiếp theo của công ty Xenon Solar Light thì quý bà con, quý khách hàng hãy nhớ ấn vào nút đăng ký kênh và ấn vào cái chuông nhỏ ở bên cạnh để bật thông báo đón xem những cái video tiếp theo, tìm cho mình một cái sản phẩm ưng ý và phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Cảm ơn quý khách hàng, quý bà con đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.